ngày 21 tháng 9 năm 1966. Một chiếc máy bay F-4B do đại úy James Border và trung tá James Mills điều khiển bị rơi trên vùng biển xã Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An. Hai phi công mất tích. 27 năm sau ngày xảy ra sự việc, trường hợp của đại úy James Border và trung tá James Mills đã được phía Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tìm kiếm với mã số hồ sơ 0465. Hành trình tìm kiếm hồ sơ 0465 kéo dài hơn 24 năm, gần 9.000 ngày đêm với vô vàn gian truân, với rất nhiều tình tiết đặc biệt. Có biết bao con người, biết bao phương tiện đã được huy động để thực hiện một công việc được ví như mò kim dưới đáy biển. Làm thế nào để có thể đưa hài cốt đại úy James Border và trung tá James Mills nằm dưới biển sâu được trở về sau ngần ấy năm? Trường hợp hồ sơ 0465 cũng chỉ là một gạch đầu dòng, một dấu ấn trong rất nhiều sự kiện có thể ghi lại trong lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Câu chuyện này được bắt đầu từ một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới, Thomas Jefferson. Ông chính là người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776. Đối với đất nước hình chữ S bên kia bờ đại dương, Jefferson cũng chính là người đã gieo mối duyên và nợ cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thế kỷ 18 và về sau này. Trước khi lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, Jefferson với vai trò là công sứ đã thực hiện chuyến đi đến Pháp năm 1784. Tại đây, sau khi được biết tin về các giống lúa tốt ở Việt Nam, Jefferson đã trực tiếp gặp Hoàng tử Cảnh của Triều Nguyễn, đề nghị xin giống lúa này để về trồng ở trang trại ở Southwell của mình tại bang Virginia. Dù đây chỉ là cuộc gặp gỡ cá nhân, không phải mang tính chất nhà nước, nhưng là sự mở đầu cho mối lương duyên Việt Nam-Hoa Kỳ. Nó xuất phát từ câu chuyện rất giản dị, nhân vật. Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã trích phần hay nhất trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 do Jefferson khởi thảo. Nhưng nếu như Jefferson khẳng định quyền cá nhân, thì Hồ Chí Minh suy rộng ra quyền của một quốc gia, một dân tộc. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sung sướng và quyền tự do. Jefferson là người gieo mầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhưng cũng chính ông không ngờ rằng ông đã gián tiếp khiến cho mối quan hệ đó thêm sóng gió sau này, khi mà trong nhiệm kỳ Tổng thống lần 2, ông đã ký thông qua luật cấm vận, và luật này được Hoa Kỳ thực hiện từ đầu thế kỷ 19 cho đến nay. Hoa Kỳ sau khi thất bại trong chiến tranh Việt Nam đã áp dụng luật cấm vận đối với nước ta đến tận năm 1994. Mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được hình thành từ câu chuyện nhân văn về xin giống lúa, nhưng lại trải qua rất nhiều thăng trầm, mà đỉnh điểm là cuộc đối đầu khốc liệt tại Việt Nam. Cuộc chiến tranh vô nghĩa của Mỹ đã khiến dân tộc Việt Nam phải gánh chịu những đau thương mất mát không gì bù đắp nổi. Còn nước Mỹ,
cũng phải nếm trải hậu quả to lớn mà nhiều người Mỹ thường gọi là hội chứng chiến tranh Việt Nam. Từng một thời, những người lạc quan nhất cũng chưa thể hình dung được hướng đi tốt đẹp nào cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau chiến tranh. Hoa Kỳ, ngoài việc thực hiện chính sách cấm vận đối với Việt Nam, đã không ít lần ngăn cản sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng chính chúng ta, những người trong cuộc đã đưa mối quan hệ về điểm xuất phát nhân văn giống như mối lương duyên ở thế kỷ 18, đó là thực hiện hoạt động MIA. MIA, Missing in Action, công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, là một điều khoản trong Hiệp định Paris, điều khoản 8B. Ngay sau khi ký Hiệp định Paris, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện một cách nghiêm chỉnh cái nội dung hiệp định là sẽ tổ chức tìm kiếm hài cốt của các bên để trao trả cho nhau. Nhưng đồng thời nó cũng thể hiện một cái tầm nhìn rất xa của Đảng về cái quan hệ với Hoa Kỳ trong tương lai. Khi đó chúng ta với Mỹ còn chưa chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, vẫn chiến tranh ở Việt Nam. Chúng ta đang nghĩ đến cái nhiệm vụ nhân đạo đối với những cái quân nhân Mỹ đã bị mất tích ở Việt Nam. Và chúng ta cũng tính đến cái việc mà về tương lai lâu dài thì chúng ta cũng sẽ có cái quan hệ với Hoa Kỳ trong tương lai. Thì đấy là một cái tầm nhìn rất xa của Đảng Nhà nước. Tuy nhiên không phải đến năm 1973 vấn đề MIA mới được đưa ra. Trên thực tế, từ cuối năm 1968, đầu năm 1969, câu chuyện tù nhân chiến tranh Prisoners of War, viết tắt là POW, và những người mất tích trong chiến tranh, Missing in Action, viết tắt là MIA, đã được phía Mỹ đưa ra như một trong những cái cớ để trì hoãn hòa đàm ở Paris. Chính quyền của Tổng thống Nixon đưa ra điều kiện tiên quyết rằng miền Bắc Việt Nam phải tính sổ đầy đủ hoàn toàn đối với người Mỹ bị mất tích và phải thả hết những tù nhân chiến tranh trước khi có thể tiếp tục đàm phán các việc khác. Nixon đã cố tình thổi phồng vấn đề Paul Mier nhằm lấy cớ duy trì quân đội và không quân ở Việt Nam cho đến khi nào còn một người tù nhân Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Khi mà Mỹ đưa danh sách đầu tiên cho Việt Nam thì đề là Paul Mier chứ không phải là Mier không, và người ta luôn luôn nói là còn rất, không phải là nhiều nhưng còn một số, còn vẫn còn đang sống, cần phải điều tra. Trong khi đó chúng tôi cũng đã đi điều tra đơn phương cũng không có. Về cả sau này họ vào đi điều tra hỗn hợp cũng không có. Chúng ta với tâm thế đĩnh đạc, đường hoàng của một dân tộc quyết thắng, nhưng cũng rất khoan dung và nhân hòa, đã từng bước cho Mỹ và thế giới thấy những bằng chứng xác thực nhất trong vấn đề này. Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chúng ta đã bàn giao toàn bộ số tù nhân chiến tranh, thậm chí nhiều hơn trong danh sách phía Mỹ gửi. Ngày 9 tháng 3 năm 1973, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, gọi tắt là VNOSMP, được thành lập để chủ động và phối hợp với Hoa Kỳ thực hiện công tác MIA. Thời kỳ từ năm 73 cho đến năm 88 là chúng tôi hoàn toàn làm đơn phương của Bộ Quốc phòng và đơn phương của VNOSMP, tức là chỉ có ta làm với nhau thôi. Từ năm 1973 đến năm 1988, phía Việt Nam đã chủ động tìm kiếm đơn phương và đã trao cho phía Mỹ 302 bộ hài cốt. Đây là một cái thiện chí rất lớn mà phía Mỹ đánh giá rất cao về tinh thần nhân đạo của Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên của công tác MIA, ngày 20 tháng 1 năm 1988, Tổng thống Mỹ Reagan tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đi vào bình thường hóa quan hệ với Việt Nam trên cơ sở những tiến bộ trong vấn đề MIA. Còn về phía Việt Nam, ngoài hoạt động tìm kiếm đơn phương, chúng ta đã chủ động tạo điều kiện cho các chuyên gia Hoa Kỳ tham gia công tác này. Năm 1985, hoạt động hỗn hợp đầu tiên được tiến hành nhưng chủ yếu là trao đổi,
xác minh thông tin về các trường hợp mất tích. Đến năm 1988 thì việc tìm kiếm hỗn hợp trong thời gian dài được tổ chức một cách chính thức và quy mô hơn. Nếu mà chưa có bình thường hóa quan hệ thì hầu như không có nước nào người ta thực hiện cái nhiệm vụ nhân đạo này cả. Nhưng mà với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước thì ngay thời điểm ấy, Mỹ vẫn coi chúng ta là thù địch, vẫn cấm vận bao vây chúng ta. Chúng ta đã thực hiện cái việc này để đáp ứng cái lòng mong mỏi của những gia đình của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Nhưng đây cũng là một cái biện pháp đấu tranh hòa bình để buộc Mỹ phải đi đến cái chuyện xóa bỏ cái bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ Việt Nam. Năm 1991, Văn phòng đại diện cơ quan tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, viết tắt là PAOMIR, đã đặt trụ sở tại Hà Nội. Đây cũng là cơ quan đầu tiên của Hoa Kỳ đặt văn phòng ở Việt Nam kể từ sau năm 1975. Our nation has made a commitment that we will not rest until we have achieved the fullest possible accounting for our lost veterans. But it is only possible for us to fulfill our promise with the cooperation and support of the Vietnamese government and the Vietnamese people. Cái con người Việt Nam mình như chữ biết là khi đã thua rồi thì Nguyễn Trãi lại đi bộ ta cho ngựa, đi thủy ta cho thuyền, từ ngày chúng tôi còn học cáo Bình Ngô thôi. Thì tôi tin rằng cái vẫn chảy trong huyết quản chúng tôi chắc bây giờ gọi là khoan dung. Một bên xuất phát từ truyền thống khoan dung của một dân tộc gan góc, can trường và yêu chuộng hòa bình. Một bên là lời hứa danh dự của quốc gia, không người lính nào bị bỏ lại phía sau. Rest until all of the 1,253 missing veterans are returned home. Hơn 30 năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau thực hiện hành trình tìm lại những hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh. Hành trình đó giúp phía Hoa Kỳ hiểu sâu sắc hơn nỗi đau chiến tranh cũng như giá trị của hòa bình. Và quan trọng hơn là biết học cách tin tưởng nhau. Hồ sơ 0465, trường hợp của đại úy James Boulder và trung tá James Mill, một trong hàng trăm hồ sơ đã được triển khai tìm kiếm kể từ năm 1968. Địa điểm triển khai cuộc tìm kiếm được xác định tại vùng biển xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cách bờ khoảng 3 hải lý, độ sâu tới hơn 10 mét. Tại thời điểm diễn ra cuộc tìm kiếm, thời tiết cũng có những biến đổi bất lợi. Tìm kiếm Mia sau hơn 50 năm kết thúc chiến tranh thì đó là một sự rất khó. Vì thời gian dài, hiện trường thì biến đổi, nhân chứng thì dần dần cạn kiệt. Tìm ở trên bộ đã khó, như vậy tìm trên núi cao càng khó, thì tìm dưới biển còn khó hơn. Thì chúng ta đã biết, ông cha chúng ta đã nói là như mò kim đáy biển. Tháng 5 năm 1994, vụ tìm kiếm bắt đầu được thực hiện ở các bước đầu tiên, chủ yếu là thu thập thông tin. Và đó là đợt 29 của hoạt động tìm kiếm hỗn hợp. Những kết quả đầu tiên của hồ sơ 0465 không có nhiều tín hiệu tích cực. Các dòng ghi chú, điều tra lại, không xác định được thông tin và đến tháng 8 năm 2000, hướng xử lý mà các chuyên gia đưa ra là kết thúc điều tra. Kết quả trong 6 năm chỉ là dòng chữ ngắn gọn. Có thông tin thấy xác máy bay nhưng không rõ của vụ nạn. Nhưng sau đó 3 tháng, các cuộc điều tra, phỏng vấn nhân chứng lại được tiếp tục. Và đến năm 2003 thì vụ việc này được tiến hành khai quật sau 15 lần thực hiện điều tra, khảo sát. Một trường hợp Mia được tiến hành khai quật có nghĩa là chúng ta đã thu thập được khá đầy đủ những thông tin cần thiết về việc rơi máy bay, xác định được hiện trường, tiến hành khảo sát hiện trường và lên được các phương án đảm bảo hậu cần cho việc tìm kiếm trên biển kéo dài, thường là từ 20 đến 30 ngày. Hiện trường chỗ khai quật lại gần một cái cửa sông. Cái cửa sông hiện nay là liên quan đến phương tiện đi lại của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở đấy. Hai là khi mỗi mùa mưa bão,
Đây là cái lượng là một đất cát là từ trong sông chảy ra là rất nhiều, rồi nên cái hiện trường nó có bị thay đổi, có xáo trộn là được vùi lấp rất nhiều. Hai cái mùa mưa bão thì cái dòng chảy lớn thì nó ảnh ít nhiều, nó ảnh hưởng cái hiện trường một chút. Nhưng các đợt khai quật đã không thu được kết quả. Và 4 năm sau, ngày 3 tháng 7 năm 2007, các chuyên gia đã quyết định đóng hồ sơ của vụ 0465. Tôi cũng đã tham gia rất nhiều cái vụ là thất bại rồi. Thì nhân chứng chỉ là ở đây chỗ này chôn nhưng mà đào lên không có. Thế thì người ta cũng không thể khẳng định chính xác được tại biến này. Tức là mấy chục năm sau chiến tranh thì địa hình nó thay đổi. Nhưng mà thất bại thì là chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ đây không phải là sự thất bại mà đây là chẳng qua là chưa tìm được đúng cái vị trí của nó. Từ khi thành lập đoàn khai quật hỗn hợp đầu tiên vào năm 1988 đến nay, rất ít các trường hợp tìm thấy hài cốt quân nhân Hoa Kỳ ngay từ đợt khai quật đầu tiên. Và 0465 cũng không phải ngoại lệ. Sau 10 lần điều tra khảo sát và tiến hành nhiều đợt khai quật không thu được kết quả, đến năm 2015, các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam mới mở lại hồ sơ này. Do hiện trường khai quật dưới nước phức tạp, nên Hoa Kỳ đã đưa những thợ lặn chuyên nghiệp của Hải quân sang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đến tháng 8 năm 2017, một phần hài cốt của đại úy James Boulder đã được tìm thấy và trao trả về nước. Trong các đợt khai quật tiếp theo tại hiện trường biển Quỳnh Phương, cả đội tập trung tìm kiếm hài cốt trung tá James Mills. Các thợ lặn này thay nhau làm việc dưới nước liên tục trong 2 tiếng để đào bới dưới đáy biển. Những gì họ đào được chuyển lên cho một nhóm sàng lọc tìm kiếm. Chúng tôi đào vật chất từ biển lên cho vào giỏ, rồi chuyển lên đây, đổ vào những cái xô như thế này, rồi đổ lên sàng. Trước tiên phải làm sạch. Rồi tán nhỏ những thứ này và xem xét từng chút một thật kỹ càng. Bất cứ thứ gì không thuộc về tự nhiên mà thuộc về nhân tạo thì sẽ được bỏ vào một cái xô riêng. Những thứ có vẻ thuộc về bằng chứng của việc rơi máy bay sẽ được phân loại và cho vào túi nhỏ. Trong đội chúng tôi có một chuyên gia về việc phân loại này. Người đó sẽ biết những đồ mà phi công hay dùng, những đồ thuộc về máy bay. Những gì chúng tôi tìm được sẽ được giám định vào cuối đợt hoạt động này. Việc giám định hài cốt do các chuyên gia gen và nhân chủng học của cả hai phía thực hiện. Cho đến đợt hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2018, đội tìm kiếm của vụ 0465 đã thu được một số mẫu vật nghi ngờ có liên quan đến vụ máy bay rơi năm 1966.
trong buổi giám định này, các chuyên gia lần lượt kiểm tra các di vật của 4 vụ khai quật là 1125, 0465, 1973 và 0591. Bất cứ ai chứng kiến hay tham gia hoạt động này đều có chung sự hồi hộp, mong chờ và hy vọng. Đội tìm kiếm vụ 0465 đã gửi đến đây 50 chiếc túi nhỏ chứa các mẫu vật. Liệu rằng trong số chiếc túi đó có phải là một phần hài cốt của người phi công mà họ đang tìm kiếm? Lần lượt 50 chiếc túi được kiểm tra, xem xét cẩn thận rồi lại đặt xuống. Trường hợp giám định thứ hai trong ngày hôm nay có số giám định là 07CA2018. The second one is 07CE2018. Được cho là liên quan đến vụ 0465. Regarding of case 0465. Trường hợp giám định gửi đến là một cái vali có chứa 3 cái túi ni lông to. 3 cái túi ni lông này thì gồm có 50 cái túi ni lông nhỏ, đánh số từ 1 đến 50. Ở riêng cái một cái túi ni lông thứ hai đấy thì có chứa 2 cái túi ni lông nhỏ có đánh số là 40A và 40B. Tất cả các túi ni lông thì đều chứa xương động vật, trừ cái túi ni lông có số 40A là chứa một cái mảnh xương mà chúng tôi đã xem xét cùng thống nhất đó là cái xương sườn của người. Trong 50 túi chứa mẫu vật, chiếc túi 40A được xác định là có một mẩu xương sườn của người. Nó được chuyển về trụ sở cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích DPAA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở Hawaii để xét nghiệm ADN. Và cuối cùng, gia đình trung tá James Mills đã được đón ông trở về dù chỉ là một mẩu xương sườn. Nhưng có lẽ điều đó là vô cùng may mắn sau hơn 52 năm ngóng đợi và 24 năm mở hồ sơ tìm kiếm. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Nó nhắc nhở chúng ta hãy biết sống với nhau thuận hòa. Còn rất nhiều câu chuyện sẽ được kể trong phần 2 của bộ phim này. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming.